hãy quay về nương tựa chính mình, hãy tự thắp đuốc lên mà đi đi. Đừng có chờ đợi ai hết, đừng có kỳ vọng vào ai hết. Kể cả Đức Phật cũng không thể đưa quý vị tới bờ giải thoát được. Đức Phật cũng không thể làm cho quý vị hết khổ đau được. Đến bờ giải thoát hay là hết khổ đau là do quý vị. Như Lai chỉ vẽ ra con đường, chỉ cho quý vị một tấm bản đồ, chỉ cung cấp những cái phương pháp thực tập dựa trên kinh nghiệm thành